Thánh Ngọc Thế không? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thỉnh phòng chờ. Cảm ngộ thì các mẹ đây chào. Con mang là Tài Hắc Thiên cảm sâu dị quái. Cảm à Tài Hắc Thiên nè thầy nhập cũng cái thoại sẵn. Cảm cái Tài Hắc Thiên nè thầy ở trong có chuyện có hơi ghê. Cảm à Tài Hắc Thiên nè thầy xuất thị cái Phật Sư Ma Ca Lo Đại Hắc Thiên Thần Đại Phúc Chất Chỉ Cho Viên Mãn Hộ Sát Thọ Lo Này Kinh, cũng là xuất thị cái bộ kinh cái, cũng là Đại Hắc Thiên này nói thì ở Trung Quốc này, bản thân này nói thì ở Trung Quốc đã là một cái tùy thân, tức là ở tùy phòng đó, cái, vậy thì ở Nhật Bản này nói thì mỗi một cái tự miếu đều Đại Hắc Thiên cái, mỗi một cái tự miếu, dù là chúng ta đi Thiển Sử Chỉ cũng được, đi Đông Kinh thì cái gì, cái gì, cao địa sơn cũng được, mắc địa sơn cũng được, cái đều có đả thiên cái, mỗi một cái đạo trường đều có đả thiên cái, cũng mà ở Nhật Bản này nói thì mỗi một cái phô thầu, mỗi một cái thực vật cũng là thực vật cũng là đều nhất định an đả thiên, cái đả thiên là tùy thần này mà tùy phòng cái thần à, cái nó là cũng thực vật cái, vậy thì mỗi cái thực vật cũng đều có an tùy, cũng nhiều cái làm sinh ý thì đều có an đả thiên cái. Cũng mà tự kỷ sau đả thiên dịch đều có, tôi cái đại hắc thiên này, cái cái nhập bản pháp bản này có đại hắc thiên cái dục Phật pháp à, cũng có nhiều sau đả thiên cái, nên nhập bản này, cái cái đều sau đả thiên cái, cũng mà cái cái đại hắc thiên này, là bản thân này, là cái bản thân cái thượng này, thực ra cái cái chính thức cái thượng này là phẫn nộ thượng này, là lục bị đại thiên, là phẫn nộ thượng này. Cũng cái cái này, cái cái là chiến thần này cái, cái cái châu này là mít chi cái này, cũng cái là chiến thần này cái, cái là đánh trận cái, cái là chiến thần, cái mà, cái này cái này là rất uy mạnh cái, cái mà hiện phẫn nộ thượng, cái mà cái một cái thượng này, cái là hiện cái mang theo cái bao đài cái, à cái này là cái hắc sắc cái áo là mang theo cái bao đài. Cái này là cái gì? Cái Trung Quốc, cái gì? Trung Quốc cái gì? 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 Nếu ngũ thiên trúc bình ngũ triều chư kỳ nam giai sở an trì, cũng mà ngũ thiên trúc, chính là ngũ cái Ấn Độ à, cái Trung Ấn Độ, Hạ Bắc Ấn Độ à, cái đi, cùng với ngũ triều, cùng với tôi Đường triều, cái đi, mỗi một cái kỳ nam đều an trì. Cái bây giờ tôi đi Nhật Bản cái thời này, mỗi một cái đạo trường đều có đánh thiên à, cho nên đánh thiên này nói thì, ở Nhật Bản này nói thì, họ thì hiện một cái đánh kim sư phụ cái thượng, cũng mà. Đô An cái này thì, đi đâu này thì, nói này là Tùy Phòng này, cái, cái mà, tôi Đường Triều cái Tự Miếu này thì, cho nó An được ở Tùy Phòng đó, cái mà, cái một cái, ở Tùy Phòng đó, cái mà, tôi cao, cao Nhị Sinh này, sầu giới cái thời, học nghề cái thời này, cái mà, tôi này, có gì ở cái đó này, có một lần này, ở đó ngủ 4 ngày, cái mà, ngày ngày này, ở đó ăn cơm đồng bạc, cái mà, ở Tùy Phòng đó, Tùy Phòng bên ngoài có một phòng, cái mà, ăn cơm đồng bạc, cái mà, người ta ngồi ở đó ăn. Cũng mà Tùy Phòng, thượng cao này thì có cái quầy à, treo cao, tức là có cái bảng, cũng treo cao. Cũng mà An Đả Thiên ở đó. Cũng mà tôi mỗi một lần ăn cơm này, đều ở tôi cái phòng bên này, thì gấp 7 lát ra đi, à, 7 lát ra đi. Cũng mà, cái gì này, 7 lát ra đi, à, đầu phòng này, cái đó 7 phòng, cái phái chỉ này gấp 7 chỉ à, đầu chỉ là gấp, cung ngưỡng nhất thời chư Phật, à, cung ngưỡng nhất thời hiển sinh, cung ngưỡng nhất thời chúng sanh, cung ngưỡng bất động minh hoàng, cung ngưỡng cái cái A Lợi Đại Vũ, à, cung ngưỡng cái cái Binh Ki Lô Thiên. Cũng mà cung ngưỡng Tứ Đại Thiên Hoàng, cũng mà bắt ra đi, cũng mà trai cái Đại Thiên đó, cũng mà ngày mặn thì, sẽ chung cái thu thập lại thì, sẽ lấy ra để xí xích cái, cũng mà cái này thì an ở Tùy Phòng đó, cũng mà Tùy Phòng chủ yếu cái gì thì, sẽ cùng Đại Thiên tiên, cũng mà, vậy thì, kỳ nam thì nói thì, cái ở Nhật Bản cái kỳ nam thì, nên là hai cái Đại Thiên cái, một cái Đại Thiên thì an ở Tùy Phòng đó, một cái Đại Thiên thì an ở Sơn Hà đó, bị người ta cũng mà, vậy thì, cái cái Đại Thiên thì, nó là Tùy Thần, nhưng mà cũng đều là Chiến Thần. Nó có thể tiêu trừ tất cả các trở ngại. Nó cũng là cái vị minh thần, nó cũng là cái cái Yên Lô Vương cái phán quan à. Vậy nên nó có hai cái Trà Cát Ly Thiên, nó là hàng phục cái Trà Cát Ly Thiên cái. Cái đại thiên thì là hàng phục Trà Cát Ly Thiên.
茶加利天咧，喺日本咧就示現咧係渡河神，渡河神咧就係化做一個把弓就孭住個渡咁，叫做渡河神，即係河住個渡嘅渡河神。渡河神咧就兩個神使咧就係狐狸仔嚟嘅，狐狸佢本身就係茶加利天本身就好似狐狸咁嘅樣噶啦，咁佢有兩個神使咁啊一隻狐狸咧就擔住個經書，一隻狐狸咧就擔住個摩尼寶，咁啊表示咧福慧雙修啊，咁兩個神使。咁你個神使咧，如果我哋供打一天嘅時候咧，或者打一天隔離都得，咁啊因為佢降服咗佢老細啦，咁啊兩個馬仔已經係收為己用啦，咁啊所以咧你擺喺打一天隔離都得。不過咧就喺日本咧就即係少啲人咁樣擺咯，即係多數渡河神咁啊，中間整塊鏡咁啊，兩邊擺兩隻狐狸。咁啊，我哋喺蓮池靜院嗰個土地隔離咧都有擺嘅。你每一個騎南嘅土地隔離咧，都應該係有一個渡河神嘅住嘅地方。咁啊，變咗咧就佢咧就會成喺度。咁佢係冥神嚟嘅。呢個茶吉利天咧，就專門咧茶吉利未降服嘅時候咧，呢個茶吉利咧係羅剎嗰啲嘢嚟嘅。咁專門食嗰啲人嘅食人啊，即係食人王啊，人咧就有個人王，好似牛王咁嘅。嗰個人王咧就好值錢嘅，即係嗰啲茶吉利咧專門食人王。咁啊，後屘咧就打天降服咗，佢就話：你唔好食人啦，而家從今開始咧唔好食人啦，我哋先食俾你。但係你可以食嗰啲死咗啲人咧，就嚟死嗰啲人咧，你知道佢就嚟死咧，你可以食咗個人王佢，咁佢就會死噶啦。咁啊就嚟死，所以咧幾時死咧？嗰啲狐狸係知道嘅，要他心通啊。所以收打一天咧，收狐狸咧，佢有他心通嘅。所以呢個打一天咧，佢又係戰神啦，又係福德神啦，又係食神啦，又係呢個廚房嘅神啦。咁啊，所以打一天咧就有幾樣嘅。咁啊，打一天咧喺日本嚟講咧，佢係北洞冥王示現嘅，即係北洞冥王示現。所以本身嚟講咧，佢係大日如來。大日如來嘅粉路相咧就係北洞冥王。大日如來嗰個天人相咧就係打一天。所以我哋修法咧就修埋一邊嘅，要歸邊啊，要追翻佢嗰啲法。咁你咧修落去咧就冇錯噶啦。咁佢嗰個大日如來。佢個願菩薩嘅相咧，就係金剛薩多，就係金剛薩多。金剛薩多即係普賢菩薩。咁你一套嘢咧，你追住嚟收，好似我哋準提，我本身就係釋迦牟尼佛。佢現品路相就係呢個為之金剛。咁啊，現天人相，佢就係現摩天，現呢個寶相，現呢、這個。個阿沙，然呢個能陀不能陀啊，呢、这個寶部嘅就係現能陀不能陀，所以咪修法咧係修一邊嘅。你知道嘅歷史其實咧，每個菩薩都涉五部嘅，即係佢菩薩都涉五部嘅。第一天咧係大日如來嘅天人生啊，現天人嘅生。咁呢個第一天咧，個緣起咧就係話呢一個第一天經裏面講啊，以是如來告大眾：今此大會有大菩薩名曰大福德自在圓滿菩薩。此菩薩往昔成正成等正覺號大摩尼諸王如來，今以自在業力故來娑婆世界顯現大黑天神，是大菩薩大會中即起座合掌，我以一切貧窮無福眾生為以福德，今現優婆塞形眷屬七母女天，三界猶現欲以一切眾生福德為願世尊為我說大福德圓滿陀羅尼經，以是世尊開謀行說即是受若那玛苦三门达波达能嗡玛卡卡拉亚梭瓦卡，咁啊呢个咧就系打一天咒啦，嗡玛卡卡拉亚梭瓦卡呢个打一天嘅咒，即刻识咗啦。咁啊呢一个以是世尊告大众若此天神咒过去无量诸佛出世不说。若未来恶世中有诸贫穷人问此陀罗尼名者，当知是人降大摩尼宝珠涌出无量珍宝，以是打天神白白形，若有末法众生持此咒者，我体若五尺，若三尺，若五寸，黑其形象，安置其能，若纯净加内，我显七母女天
眷属百万四千福德神游行十方，每日供养一千人。若我所说有虚妄者，永堕趣不还本国。若又以种种增果美食等供养者，将降甘露，时一切大众皆大欢喜，信受奉行。所以咧，打天呢度咧就系话讲供打天嘅方法。我哋而家讲咗条打天豆啊，唵嘛哈卡拉呀苏阿卡，诺巴古三文达波达楞，即系唵，即系南无三藏多摩陀那，即系归敬归敬语嚟噶，归敬十方一切诸佛。跟住咧就说条咒。咁啊，呢个咧诺巴古三文达波达楞就可以。个唵字咧就系代表诺玛古三文达波达那。如果你要详细念咧，就系诺玛古三文达波达那。咁如果你唔系详细咧，你念念唵啊，咁所以咧，佢系一个浓缩嘅嘢嚟嘅。咁啊呢度咧就讲打天咧个像啦，打天像咧，喺呢一个中国嚟讲咧，就系孭住个布袋嘅，冇拎打金锤嘅。喺日本示现嘅咧，如果你系粉路上咧，佢要嚟做战神用嘅咧。咁佢呢就会撑住个橡皮，咁啊一隻手啊攞住个鹿，一隻手啊攞住个人，咁啊另外一隻手啊攞住个剑，咁啊佢总共呢咁啊个鹿臂嘅打天，呢个系粉路上嘅。咁啊普通嚟讲呢，喺屋企供喺铺头供嗰啲呢，多数都系现善相，现善相呢就系呢一个现打金师傅嘅相，因为喺日本嘅时候打天呢是示現做打金師傅，拎住個打金錘，那個打金錘的福壽水，我們有打天錘的，我們有做了一些打天錘。咁啊，打天錘咧，嗰、那個打金錘咧，可以一打落去咧就有錢噶啦，打金啊嘛。咁啊，下低咧就踩住個米袋，佢可以企喺度，亦都可以坐喺度。咁啊，菩薩如果坐喺度咧，就比較慢啲嘅；如果企喺度咧做嘢就比較快啲，嗰啲起身咧做動作嘅時候比較快啲。所以你求財要求得快嘅咧，企喺度嘅，企喺度踩住個布袋。如果你係要安穩嘅，要守財嘅，咁咧就可以咧坐喺度咧就慢啲嘅。咁啊，所以咧企同埋坐都有分嘅。咁啊，佢個像咧，可以做呢度講咧，可以做五尺啊，最高嘅五尺。咁我哋有個打天像咧，係五尺嘅，喺蓮池嗰度啊，做咗五尺嘅，亦都有三尺嘅。咁喺廟中寺嗰度咧，擺咗個三尺嘅，三尺咧係做三年打天咁啊。呢、這個三尺嘅，三尺五尺咁啊，有啲五寸咁啊，做細細尊嗰啲咧五寸嘅，呢度照足佢嘅規矩啊。咁你咧就可以擠喺騎籃或者擠喺自己屋企度。咁而家揸喺自己屋企度咧，就係話你如果要供呢、這個，而家你哋學淺教嘅多啦，即係顯教嘅多，咁你哋唔係東密嘅壇咧，咁就可能話，哎呀，請好多佛像咁擺曬喺度，咁如果你話即係咁點供咧，咁喺藏密嚟講咧，佢係整一格格嘅個壇，一格格咁啊，一尊尊菩薩咁擺喺度，咁你要收乜嘢咧，就請嗰尊菩薩。唔使请嗰啲菩萨，你净系喺前面收法咁已经得啦。你一格格噶嘛，好似啲嘢一格格咁，一格格咁，个佛菩萨坐喺度。咁啊，但系显教就冇嘅，显教摆个主尊，咁啊，跟住咧就侧边摆啲佛菩萨喺度啊。咁你收嘅时候净系装香啫，你冇话个别特别去供养啊嘛。所以咧，如果你系要特别，你系唔准备特别供养嘅咧。咁你就可以請一尊細嘅，請一尊細嘅，咁啊請一尊細尊咧，就擠喺個佛壇嗰度，咁你就可以裝香啊，咁念第二啲佛菩薩嘅時候咧，就可以話做早晚課嘅時候咧，可以加埋幾句打天去，或者話念一次打天，咁就唔係話特別收佢個法啦，咁就冇特別嘅供養，即係唔會話特別供養。如果你係特別供養佢啊，擺喺佢前邊，咁第二啲佛菩薩點解睇到好唔開心啊？你淨係供打天唔供我嘅。同埋即係咁，你如果你係除非你係特別有個位置供打天啦，咁如果你係冇嘅咧，你係請一個細細嘅咧，就擺喺你個佛壇嗰度啊，觀音又好，阿彌陀佛又好，西方三聖又好，釋迦牟尼佛又好，但你個佛像咧就唔能夠擺得大過乜嘢，唔能夠做五尺啊，咁你個釋迦牟尼佛得五寸，你個打天五尺，咁係咧可問而知啊，你做乜嘢咧？你求財多過求釋迦牟尼佛嘅。所以咧，呢個菩薩咧，啲人你擺埋一齊咧，就有問題嘅，即係唔能夠出錯嘅。因為佢係天咧，就應該係細過佛嘅，即係應該係細過佛嘅。咁應該咧係最細嘅，即係唔應該大嘅。如果你大大尊咁擺喺度咧，仲大過佛咧，咁菩薩就唔高興啊，護法會唔高興。
所以我有个护法咧，成日嚟嘅。咁佢咧就做生意喎，佢老公做生意，咁做到好好嘅。后屘佢老公咧就学六淫啊，咁啊请个君帝嚟，佢屋企已经有供开一个观音菩萨啦。咁啊请个大嘅君帝挤喺观音菩萨嗰度，一挤落去咧，哇大件事啦，生意就一路冧啦。咁啊，因为点解咧？因为你挤尊骑男神，即系挤尊君帝啊。嗰、那个君帝又唔系我哋普通嘅君帝，佢系六淫嗰啲君帝，六淫加持过嗰啲君帝。咁佢咁系顶晒喺观音度，佢拜开观音噶嘛，佢又拜观音，佢老公又拜六淫。咁啊，六淫嘅君帝啊，挤咗喺观音嗰度，一挤落去咧，生意就冧啦。点解冧咧？因为观音又唔开心，有个咁嘅嘢挤喺度。咁呢个六淫神又唔开心，位系周身唔自在，隔篱有个大菩萨喺度，所以咧呢个挤佛像咧。都要讲规矩嘅，即系你自己要即系识知道边个大边个细先得。如果你系全部挤埋一齐嘅咧，你应该佛就最大嘅，个佛就要大个嘅，个佛就要最大个，菩萨就细啲，天神咧要仲细过佢，咁一级一级落啊嘛。你话挤个天神仲大过个佛嘅，咁你嗰个佛周系走去边度啊？咁你话咁我好难挤喎，我呢个个佛像一早已经买咗嘅，呢个佛像得个三寸五寸，咁啊唔使挤第二啲菩萨，咁啊系啊。咁如果你第二啲菩萨大过佛像嘅，或者大过菩萨像嘅，你顶个打天十七寸嘅，咁你梗系唔系摆喺佛坛啦，摆喺佛坛嗰度，我个佛得个十寸个打天十七寸，咁你变咗个佛咪好唔开心咯？即佛啊唔会唔开心啊，啲护法唔开心啊嘛，所以咧就唔能够摆嘅。咁最好。就是你有一个特别的位置去供佢啦，咁你就可以自己供啦。咁啊，所以呢，供大家天有几个方法。第一，如果你系冇位置嘅，即系你净系求加持嘅啫，咁你呢就可以请尊细细嘅，细细嗰啲铜嗰啲啊，大家天嗰啲，你啊记嗰啲有噶啦，几廿蚊。以前我哋卖38蚊嘅，咁啊造价系38蚊，咁我哋冇赚钱嘅，反正我哋唔赚钱嘅。咁啊，挤喺个佛嗰度，咁啊，你念做早晚课嘅时候咧，念埋打一天嘅咒，咁就唔使话特别供养佢啦，唔使话要供呢样啊，打一天啊，中意食乜嘢啊，乜嘢，咁呢个咧就冇啦，呢个就一齐供养。咁啊，如果你系要请个打一天大嘅，咁你一定要搬开嚟挤。咁一个地方可以挤嘅咧，就系厨房，因为打一天就系厨神嚟噶嘛，你挤喺厨房度，每日煮你啲嘢，咁就拎上去打一天度咧，包你挂啲。讲得掂你老公就得啦，你帮你屋企执法都得啦，你做军隔篱都得啦，做军细过佢好多嘅天神嚟噶嘛，你摆喺度即系当天神咁供咧，你一煮起啲嘢，一煮起啲嘢未拎出去食，已经俾一份俾佢食先，我煮起啲芽菜夹几条落去，煮起啲菜心啊夹两条落去，咁你咧咁啊包你法都得，佢食杂嘅，佢可以食杂嘅，即系天神嚟噶嘛。佢飲酒，佢係食雜嘅，所以你就算煮雜嘅都冇所謂嘅。佢因為呢個打天係酒肉嘅，即係佢唔戒酒肉噶嘛嗱。若以種種真果、美酒等供養，所以咧佢唔係一定要食齋嘅。打天唔係一定要食齋，不過喺道場供啊，我哋梗係俾齋佢食啦。咁啊唔會俾雜俾佢食嘅。咁佢咧係會飲酒嘅，天神都飲酒嘅，有啲神茶、神酒啊嘛。有啲酒咧，我哋先至去買嗰啲叫神之河。神之河咧就是、日本專門要嚟供神嘅米酒嚟嘅，嗰只嘢就百幾蚊，我哋中國啲商精有得十零蚊嘅，呢個百幾蚊支。咁呢個神之河咧就專門要嚟供神嘅，嗰啲撒茄咧就專門要嚟供神嘅，即係神啊專門飲嗰只酒叫神之河。咁你可以買啲酒咧，初一十五啊斟少少落去供，淨係初一十五供啫，酒啊初一十五供啫。咁如果你話，哎，我屋企係食齋嘅，我唔供酒唔好供啦，冇咩所謂嘅。咁啊，你係供酒，供唔供酒呢個冇所謂。咁你屋企係食齋嘅，你咪供齋咯；食雜嘅，你咪供雜咯。哇，喺廚房度，你煮乜嘢就供乜嘢落去。哦，包你飯，你梗係裝支香，未食飯之前啊，裝支香，煮完之後擠咗上去，跟住裝支香，等走去食飯。咁啊念几句啊马卡啦卡啦亚索啊加咁佢咧好开心噶啦，咁啊包你食好。咁如果你话唔挤喺厨房度咧，咁你有个客厅啊嘛，客厅咧你啊挤喺个嗰头度啊，你个饭厅啊，饭厅亦都挤得，饭厅嗰度啊特登整一格出嚟啊，杯柜上高又得，乜嘢都得，你整个饭厅出嚟挤佢，咁亦都得。
咁你揾你嘅层楼嘅时候，你有三座三个三格嘅层楼嘅，下低个客挤祖先，你唔能够挤喺祖先下低，即系就只能够挤中间啫。嗱，上高系佛啦，咁啊中间你低打天神啊，呢个就得。咁啊下低咧最下低嗰度挤祖先，咁啊得啦。如果你个佛坛有你张神台又有三格嘅话，咁你可以咁样挤啦。天神就低喺中间，咁啊佛诶呢个呢个。呢、这個呢、这個呢、这個呢、这個祖先就真係下低嗰格，啊再下低嗰格就五方五土五神咁都得嘅。咁啊，如果你喺個飯廳嗰度有個位咧，擠佢咧，咁就得啦。咁如果你做生意嘅時候咧，哦，我開食物鋪嘅，開乜嘢鋪頭嘅，我想生意好嘅，咁啊整打天嗰度啊，擠喺打天嗰度，特登整個櫃釘起佢，即係晾起佢，好似人哋啲泰國嗰啲整個櫃狗皮架咁啊撐出嚟，咁啊有塊板喺度，咁有塊咧。摆喺嗰度啦，咁啊供佢，咁啊冇生意嗰时候搏命念咯，咁嘅有生意噶啦，咁大一天咧系专门咧系做呢个福德嘅，所以咧就有三个供法。咁第一，如果你冇地方想挤咧，同佛菩萨一齐供咧，就唔使特别供嘢啦。如果你系自己诶挤喺厨房啊，咁你可以煮完嘢啊供上去啦。咁你挤喺客厅嘅一个咁啊，或者饭厅嘅隔篱，咁你食饭之前咧就。你食乜嘢啊？供乜嘢落去？夹一两条啫，即系象征式啫，唔系叫你一大碟咁。你哋都可以食嘅，供翻出嚟咧，都可以食嘅。不过就即系你供嗰个唔食咯，供嗰个唯有唔食咯。第二啲食得嘅，第二啲人食得嘅。咁你咧就可以供打天先，买咗啲嘢翻嚟咯，供打天。咁你变咗供养咧，因为天神嚟讲咧，你系要供养嘅。佢呢个讲义里边讲咧，天神咧。系佢个愿啊，每一个天神都系噶啦，每一个天神都发愿。如果你供养佢三年，即系供养佢三年咧，佢就一定在位嘅。即系咧，每一个神啊，咁你我而家一供嘅时候，第一天唔嚟噶，嚟佢唔系唔嚟，不过佢冇个愿话要嚟啫嘛，佢可以嚟，可以唔嚟。但你供满一千坛咧，我哋讲一千座修法咧，讲一千座，一千座即系三年啦。你每一日收呢、这、一个。收一座，咁你三千三年咧，即系一千座，所以咧供养三年即系一千座啦。凡系乜嘢天神都系啦，你供养一千座咧，佢就长住你个位置度，长住个道场。比如我哋个道场，我哋莲池已经供养超过一千座啦，咁嗰啲佛菩萨就住喺度噶。啊，此我此处安稳，天人常充满啊，所以天人咧成日喺度嘅，佢唔会走噶啦。即系你供养咗佢嘅，佢喺度就唔会走嘅。你豆豆供养佢都会嚟，你请佢咪嚟咯，唔请佢未必嚟，未必喺度啊。但你供养足一年、三年嘅时候咧，佢就日日供养佢咧，佢就喺度。所以咧，你啊要做生意嘅时候咧，就安个打天喺度，梗系跟住乜嘢？你可以唔俾人知道你安乜嘢嘅，你可以请个神楼、神台啊，即系个神柜啊。神柜咧就系个黑色嘅箱啊，日本呢个黑色嘅箱啊，神柜啊，咁啊挤个打天喺里边。人咧即係財不可露眼啊！如果你做生意嘅時候咧，擠喺神樓裏邊，定唔知供乜嘢嘅話，個神庵啊，即係你而家更中都有得賣嘅，即係佢係一個櫃嚟嘅，即係兩邊開嘅。咁啊，日本有啲好貴嘅，日本嗰啲用啲好靚嘅木啊、雙金啊嗰啲好貴嘅。咁啊，有啲香港亦都有人做呢啲，我哋亦都有呢啲。咁啊，擠喺個櫃裏邊，咁啊，人哋唔知你供乜嘢嘅。就喺道場裏邊咧，佢都好少俾個打天俾你睇到嘅，因為財不可露眼啊嘛。佢都係整個嘢，整個木咁一格格一格格好呢個冷氣槽咁嘅位，咁你睇唔到入面嗰尊係乜嘢菩薩嚟嘅？多數日本都唔俾你睇到嗰尊係乜嘢。就算佢係啲大嘅佛菩薩咧，佢都揾個櫃遮住嘅，即係全部，尤其是大家天啊，財不可露眼啊，同佢遮住。不過你屋企自己供啊冇所謂，一齋喺廚房度咁見到啊冇所謂。但係你喺出邊，譬如話我做生意嘅，我喺出邊人來人往嘅，佢一陣間問你呢尊係乜嘢啊，嗰尊係乜嘢啊？我打尖啊，有冇喺度㗎？靈唔靈㗎？我係財神啊，我又要求啊。咁你屋企變咗道場，你嘅啲鋪頭變咗道場，所以你為咗避免麻煩咧，你整個櫃啊，黑色嘅櫃擠住佢咧，咁佢乜事都冇喺裏邊嘅啊。咁啊，所以咧佢係擠喺櫃裏邊嘅，即係日本嗰啲神櫃啊。日本咧神櫃好細個啫，咁你個打天幾大，你個整個櫃仔幾大，咁啊擠入去裏邊，咁啊出邊咧就可以裝香啊，可以成啊，咁人哋就唔覺你啦。咁啊，所以咧你鄧念打天嘅咒，所以打天咧佢有幾樣嘢嘅，打天佢都係有色爭懷珠嘅。你念打天，如果要嚟打仗嘅，咁你梗係念個憤怒上嘅打天啦。
咁线上亦都得，嗡嘛喀拉呀梭哈卡亦都得。咁但系你就加埋摩利支梭哈卡，咁啊，你摩利支梭哈卡，你摩利支天，摩利支天系战神嘅，要嚟打仗，要嚟。其实你哋话冇咩仗打嘅，要嚟降魔，即系有障碍嘅时候咧，你念埋咁念摩利支天咧，你就变咗降魔。你念埋光明真言咧，就可以医病，系打天又可以医病。咁你如果你要转运嘅，咁你要念金圣陀罗尼，金圣陀罗尼你又好少见到啦。咁你可以念埋呢一个。念埋呢個白衣觀音神咒嘅，上一次教你嗰個白衣觀音咒啊，唵悉啤爹悉啤爹香嘎啦巴尊呢梭哈卡，咁嗰個都可以念埋落去，咁就可以轉運啦。運氣唔好嗰陣，成日都頭頭碰着黑咁啊，打麻雀唔贏嗰啲唔好求嘅，呢唔中意打麻雀，即係唔係話唔中意咁啊？你不過你成日求呢啲嘢無謂，唔係佛法嚟嘅係嘛？有時佢都會幫你嘅，但係幫得咁多嗰啲福報嚟噶嘛，咁啊，所以咧亦都乜嘢，咁啊，如果你係要嚟求福德嘅咧，你可以求三尊，三尊咧一尊就係辯才天，一尊就係大黑天，啊，呢個叫吉祥三天啊，一尊咧就係呢個避沙門天，咁啊，所以喺個道場，比如我哋高野山嘅時候咧，去到每一個道場，一大道場咧嘅三尊嚟嘅。系三辩三个一齐嘅，三张供台嘅三个，咁啊中间系打天啦，跟住辩才天啦，跟住啊呢边啊辩才天啦，呢边啊避沙门天啦。咁如果有啲咧，三个一齐供嘅，三个一齐供，咁啊仲有三面打一天，三面打一天咧就有两个供法，一个咧就系比瑞生嘅，一个打天生，咁啊拎住个锤仔，拎住个布袋啦，咁啊。后边咧就隔咧就有个吉祥天女啊，拎住个摩尼宝同埋拎住个尺，咁啊呢个左手边系吉祥女，右手避沙门天，避沙门天就系拎住个天像同埋拎住个舍利塔，咁呢个避沙门天，咁呢个叫做吉祥三天，咁啊呢个咧喺日本咧可以分开嚟供，咁亦都可以变埋一个团圆，呢个系团圆嘅，呢个系比瑞生咧，傳教大師喺度收打天嘅時候咧，現出嚟嘅就一個打天咧，就有兩有有有有有有三個生合埋就一個，呢、这個叫做團圓吉祥三天，係三面打天。咁啊，三面打天咧喺高野山亦都有，喺呢、这個東寺啊。咁啊，呢、这個宏法大師住喺東寺嘅時候咧，亦都現出嚟。不過佢三面除咗嗰三面之外咧。仲一手拎住弓，一手拎住箭嘅，因为佢有红魔同埋红魔一齐，咁呢个打天就齐啦，又福德又红魔又消业，乜都齐啦。呢个仲犀利，咁你揾你个东子嘅时候咧，佢就可以买啦。佢个佛像里边嘅收埋嘅，但系咧你可以买佢幅画，佢有个嘢吸落去个三面打，你揾三面打天咧，佢就有幅相俾你，咁你可以拎翻嚟供。咁啊，三面打一天咧，佢条咒咧，亦都系嗡嘛哈卡拉呀梭哇卡。不过嘛哈卡拉呀咧，就后边咧就加埋梭嘛啤依梭哇卡。梭咧就系辩才天嚟噶，嘛咧就系打天，啤依咧就系呢一个避沙门天。咁啊，呢个辩才天咧系代表健康靓女啊嘛，代表辩才天都系女生嘅靓女，即系健康啦。咁啊，呢個打天啊，代表財富啦；咁啊，避沙門天啊，代表福德啦，代表威德啦，係呢個權力啦，嗱，健康、財富同埋權力，話三樣嘢都齊啊，所以咧，呢個世間嘅世法圓滿啊，吉祥三尊啊，世間上最吉祥啦，又有錢啦，身體又健康啦，又有人尊敬你啦，咁啊，一流啊！咁啊最好噶啦，咁啊所以你供两一面嘅打天就得，供三面嘅打天亦都得，咁啊你又记得有好多好多嗰度咧好多打天噶啦，你有啲啊企喺度，有啲啊坐喺度，咁啊有好多打天嘅，咁而家都几流行嘅，咁啊咧啲人就唔知点样供，所以咧第一打天咧食嘅嘢咧系你可以俾寿司佢食啦，亦都可以可以俾米通啦，佢食米通嘅，咁你可以供酒啦，初一十五供少少酒啦，佢日本有啲壶仔嘅酒壶仔，细细只嗰啲喺日本买嘅咧，咁你而家啲香港冇嘅，你唔知点搵系嘛？
或者第日佢又帶多啲翻嚟啦，呢啲好平啊，呢幾蚊隻都係日本，咁啊嗰啲瓷器嚟嘅，咁啊一個兩個壺仔，咁啊裝啲酒喺度，你去到我哋嗰度你就睇到嘅，咁啊嗰啲咧就係供酒啦，供乜嘢啦，咁第一天咧亦都可以食肉嘅，即係你煮雜啊煮成你都可以供嘅，所以第一天咧對個屋企嚟講咧係好重要㗎，所以日本咧每一個道場都有供第一天，每一個屋企咧每一个铺头啊，都差唔多供第一天噶啦，尤其物管啊、食物管啊、酒家啊，全部供第一天嘅。咁啊，每一个屋企咧都供第一天嘅，因为呢个系财神嚟噶嘛，所以俾财嘅。佢个愿就话供养1000人啊嘛，所以咧，佢即系话你骑南里边有几多人咧，佢就满你嘅愿。咁啊，好多古仔咧，啊里边咧，你睇翻张讲义咧，里边好多古仔系讲咧。哦，煮饭嘅时候咧，突然间有多几百人嚟，咁啊，求一求打天啲饭又够食喎，咁啊食嚟食去都够食喎，咁啊，所以打天咧，佢个愿啊愿咧系要供养1000人，佢亦都俾你福报，咁啊，所以咧嗱，我哋收呢个打天嘅法咧，就首先就藤田供养啦，藤田普赖嗡沙拉巴他他吉他哈拉曼那罗伽罗咪，咁呢个咧你可以念可以唔念嘅，因为呢个系日文啊嘛，呢个系普利啫，礼一切诸佛啫，嗡沙拉巴即系一切，他他吉他即系如来，啊，哼啦嘛啦咯，加罗咪一切如来我今顶礼，咁啊呢个你就咁拜都得噶啦，即系你系显教啊，你都唔识念佢啊，要念呢条咒咧都唔系难，但系咧你要花费钱念咯，咁啊跟住咧结嗡嗡嗡五次加持，右手结金刚拳印嘅嗡嗡嗡嗡嗡，咁啊代表披甲护生。披甲护生即系你做保护自己啊，保护自己嘅披甲护生即系加持你，跟住啊仲打天经，打天直有个誓嘅，有个誓嘅，跟住仲有个打天誓愿先，能共众生以福力，定众生以良药，恶心者成善心，短命者成命，无智者成智者，跟住咧就无上上心微妙化，八千能劫能遭遇，跟住又叫佛说摩诃迦那等天神大福德自在圆满菩萨陀罗尼经，诵呢个经，跟住咧最后尾咧就仲打一天赞，愿诸世界常安稳，无边福祉益群生，所有罪障便消除，远离痛苦皆缘成，跟住咧仲摩诃迦那耶娑哇卡，咁啊如果你我而家好唔得闲，我又唔诵经唔食。咁我一开始咧就跟住喺大家店嗰度咧合掌啊拜三拜，跟住就念佢个咒就得啦。愿知世界常安稳，无边福祉益群生，所有罪障便消除，远离痛苦皆缘净。跟住咧，嗡嘛卡拉呀娑嘛卡拉呀娑伽，咁你要108次咧，系你要求嘢嘅时候咧，你唔念够108次咧系冇效嘅，即系唔同系修行啊。所以你个咒咧系最少念108次，不过呢个咒好短嘅，你系大悲咒念108次就攞命啫。呢个咒好短嘅，大悲咒又唔使要你念108次嘅，3次、7次、21次。咁呢个咧，玛卡拉呀苏阿卡，你念108次。咁如果你有嘢求啊，念10000都得。我哋以前嘅念成万嘅，哦，我哋嗰时我有一次咧，有一轮咧念万嘅，哦，得闲嗰时念多啲咯，即系念多啲有着数。咁啊。真係剛剛有個護法，咁佢咧就做行街嘅，哇！成日都啲生意都唔夠啊！佢老婆屋企成日都念，成日都念打天，真係幾好嘅，一日念一萬，咁啊成日就對住佢打天嗰念念念念念。咁啊當然啦，佢呢啲天神嚟噶嘛，你佢要供養同埋念佢嘅咒，咁你能夠供養得好嘅時候咧，天神自然在。咁啊，跟咧就發供養啦，你啲食物供養，咁啊食物擺喺度咧就唔使話特別供佢嘅。咁你後面咧就念完咒之後咧就發供養，發供養你識念光明真言咧，念光明真言，嗡阿伽比魯薩羅摩訶伽喇嘛呢喺度嘛，阿拉巴提大呀嗡。咁你識念光明真言，念光明真言，唔識念咧就念心經啊。如果你唔識念光明真言嘅，咁啊念心經咯。心经咁啊，念完心经之后仲百不解啊！呢个咧就系布施啊，发布施啊，话俾你听，因为天人咧成日执着自己嘅心嘅，你话俾你听咧，一切嘅嘢都系空嘅咧，咁佢就开心啦。不生亦不灭，不常亦不断，不一亦不二，不来亦不，因为惊啲天人咧成日执着自己嘅天生啊，咁唔肯解脱啊嘛。诸法从缘起，如来说自因；诸法从缘灭，是大沙门说。咁啊，《金刚经》解一切有为啦，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是功。咁跟住回向啦，我等所修诸功德，回向最上大出地，消除业障四三昧，一切佛法早现前，
国王知天争威光，四恩施主三徒累，同一姓故入阿是，风雨顺时无灾难，百谷丰登，普天乐兴隆，佛法地有情，唯愿本尊嗱、威光倍增，行利行者常护所需。咁啊，你呢度咧，咁你就可以许愿啦，打一丁啊，求你俾我仔合格，打一丁啊。俾我中六合彩啊！佢中六合彩讲笑嘅啫，有钱啊咁，哇睇下啲啊，求你身体健康啊，咁你就可以发愿啦。呢、这个呢系总愿，你自己发嘅呢系别愿啊。求得多呢发别愿，如果你要个愿圆满嘅呢，你就对佢念一万次，一万次呢就会圆满啦。咁如果你要钱嘅呢，喺贡品度就加啲金箔落去。咁要快啲成就呢，你就撒啲盐落啲食物度，咁佢就会快啲成就，食咗盐呢威力大增。有神鹽啊，佢神咧中意食鹽嘅，所以神咧佢唔同人嘅。咁啊，日本咧有啲神鹽賣咧，大包一包鹽，佢都賣得幾貴嘅一包鹽啊。我諗普通鹽咧粗鹽嚟嘅。咁啊，神咧就係、一個兩個兜嘅，兩個嗰啲果盤仔啊，因日本嗰啲果盤仔細細個嘅幾寸大嘅都。嗰啲幾寸大咁誒，揼少少米落去，咁啊供食物，呢個米代表食物。咁鹽咧就係神鹽啊，神啊中意食鹽嘅都係神鹽。咁啊供啲鹽落去，咁啊呢個咧供。咁如果你啊要錢嘅，整啲金箔落去，要快啲啊，整啲鹽落去如果你要佢近啲啊，整多啲酒落去俾佢飲，咁佢係近啲嘅。咁啊，三皈依，跟住咧就結金剛拳，嗡嗡嗡，五處加持。跟住咧，騰上普賴玉空沙拉巴多達其他阿拉曼阿羅伽羅蜜。咁後邊嗰個咧係三皈嘅打天，你可以念曬呢幾條咒又得，你淨係念打天咒又得。如果你要需要念曬呢三條咒都得，你供一尊咧都念三尊。如果你要加打天喺裏邊念咧又得啦。呢、這個打天咒咧。嗡嘛卡卡拉呀嗦哇卡，識人名就最好啦。咁啊，如果你嗱呢、這個左邊打天咧，嗡嘛卡卡拉呀嗦哇卡，中央啊辯才天，因為呢個辯才三天嚟啦，擺喺中央嘅。咁啊，嗡嗦嘛啊嗦嗦嘛嗦巴提爾嗦哇卡啊嗦啊嗦啊呢個嗡嗦嗦拉嗦巴提爾嗦哇卡啊。嗡嗦拉嗦巴提提二 A 二嗦哇卡啊，啲中间变台天啊，咁佢个咒咧就系嗡嗦拉嗦巴提二 A 二嗦哇卡 ，A 二就系天嚟嘅，咁啊右边鼻三门天咧就嗡鼻二斯拉斯拉呀啊诺呀嗦哇卡。咁啊，呢個毗沙門天，嗡啤依斯拉啊，啤依斯拉啊，曼諾亞蘇瓦卡，曼那亞蘇瓦卡，嗡啤依斯拉，曼那亞蘇瓦卡。咁啊，呢個咧就係辯才天嘅咒。咁所以你識日文咧就著數啲，念得準啲啊。我哋咧嗡啤依斯拉，曼那亞蘇瓦卡，我哋成日都係咁念。但系咧，如果你照正嚟念咧，就曼那亚苏阿卡嗡啤依斯拉曼那亚苏阿卡。不过咧，因为日本人咧有时念哒，有时念啦嘅，即系睇下嗰个传承啊。有时啲音系唔同嘅，条条咒都个个都有啲出入嘅，即系睇下你拎到嘅法本系乜嘢啦。所以咧，有时念曼哒呀，有时念曼哒呀，有时念曼那呀，咁啊，即系呢啲系音嚟嘅啫，冇咩所谓嘅。咁如果你話我唔念曬三條，我哋喺第一天裏面加啲覺得，咁你就念上高嗰三個字啦。啊，嗡嘛卡卡拉呀啊，嘛啊，嗦嘛啤爾嗦哇卡，嗦咧就係、是、中間嗰、那個就係嗦啦，好似個兩邊嗰個嗦。第一天咧就係嘛字，咁啊啤爾咧就係鼻三門天。咁如果你要錢嘅，咁你梗係嘛嘛嗦啤爾嗦哇卡啦。咁如果你要辯才嘅，咁啊嗦嘛啤爾嗦哇卡啦。咁如果要權力嘅，咁啊啤爾嘛嗦嗦哇卡，咁你可以調轉嘅。不過普通嚟講咧，就係、是、念啊嘛卡嘛嘛卡卡拉呀啊嗦嘛啤爾嗦哇卡。咁呢個咧就係、是、嘅打一天咧，拳形吉祥三天。
咁啊，呢个咧打天里边咧，仲有打天，仲有好多法嘅。咁打天咧有六个仔女，有五个打天。咁啊，打天本身啦，有打天嘅女啦，认兔仔生嘅啦。咁仲有打天嘅王子啦，有认比丘嘅王子啦，有认商人嘅王子啦，有认猎神嘅王子啦。佢仲有一个女，就四个王子，就加埋有六个打天嘅。咁呢个咧就一个深啲嘅法，咁啊有10供嘅，供埋嗰啲。供埋嗰啲食物啊，供乜嘢啊，咁佢就供养就比较多啲。不过你哋初基嘅咧，就系念打天咒都得噶啦。如果你话念埋玛卡啦、梭玛啤依梭阿加，咁啊更加好啦。咁啊念埋吉祥生添，或者你又逐个念，哦，念完打天咒，跟住念辩才天，跟住念毗沙门天，咁啊更加无限啦。咁啊呢个咧就系话福德嘅。如果你要福德大咧，就加多两个尊。呢2个天咧，其实咧打天就系代表财富。咁啊，呢个辩才天系代表健康，咁啊，呢个毗沙门天系代表福德，代表威信啊，代表权力。所以咧，呢个又有威力啦，又有权力啦，又有健康啦，又有辩，又有福报啦。咁啊，所以打天咧系嗰个功德好殊胜嘅，个个都收入。喺日本嚟讲咧，个个都收入，因为铺头所有嘅庙都安打天嘅。咁啊，打天咧就讲到嚟呢度，咁啊，大家有冇问题咧可以问下。